Mình muốn suy nghĩ và làm việc bằng hai cái đầu, marketer và designer luôn có mối quan hệ rất là khăng khít với nhau thì giữa họ luôn có nội chiến. Hello, xin chào, mình là Minh Anh. Và hôm nay mình sẽ chiếm diễn đàn của Phong để ngồi đây vlog cũng như là chia sẻ với các bạn về câu chuyện của riêng mình mà mình đã ấp ủ từ rất là lâu rồi. Các bạn nghĩ đó là gì nào? Hãy cùng đón xem vlog lần này nhé. Ở vlog lần này, mình sẽ chia sẻ về việc liệu một marketer có nên học thêm ngành thiết kế hay là không? Đây là một câu hỏi lớn mà rất nhiều các bạn marketer thắc mắc và băn khoăn, đặc biệt là các bạn làm trong mảng PR, content và truyền thông. Mình marketing có cần học thiết kế không? Tại sao marketer lại cần phải học thiết kế nhỉ? Vậy để học thiết kế thì dân marketer cần học những gì? Đó là lý do mình quyết định chọn chủ đề này để cùng chia sẻ với các bạn. Vì hiện tại mình cũng đang là sinh viên của hai ngành học tại hai trường khác nhau. Chuyên ngành chính của mình là marketing tại trường đại học chính quy. Và song song theo đó, mình đã theo đuổi ngành mỹ thuật đa phương tiện tại Arena Multimedia. Do đó, những trải nghiệm thực tế của mình có thể sẽ chia sẻ được với các bạn trong ngày hôm nay. Theo bạn, một ấn phẩm quảng cáo đạt chuẩn cần đáp ứng những yếu tố nào? Ấn tượng, đẹp mắt hay kích thích khách hàng mua hàng? Và giữa tính ứng dụng cũng như tính thẩm mỹ thì người marketer sẽ ưu tiên chọn cái nào trước? Vì thế, chủ đề ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ ngắn gọn về lý do tại sao một marketer nên học thêm ngành thiết kế và marketer cần học thêm những gì. Và đối với bản thân mình, khi lựa chọn việc theo đuổi ngành thiết kế, mình có 3 lý do chính. Nguyên nhân thứ nhất, nghe rất là vĩ đại luôn. Đó là mình muốn suy nghĩ và làm việc bằng hai cái đầu, một của designer và một của marketer. Trong marketing, các bạn có được học một cái môn gọi là truyền thông nói chung cho các sản phẩm qua các kênh, thì thiết kế chính là một công cụ đắc lực hỗ trợ trong quá trình truyền thông này. Và như các bạn đã biết rồi đó, đối với con người thì ngoại hình chính là thứ để gây ấn tượng đầu tiên khi chúng ta gặp nhau. Thì đối với một sản phẩm và dịch vụ thì sản phẩm nào có hình ảnh đẹp và độc đáo thì sẽ để lại những cái sự chú ý đầu tiên đến khách hàng. Thì từ việc có được sự chú ý đầu tiên đó thì khách hàng sẽ tiếp tục tìm hiểu, sử dụng cũng như là đánh giá chất lượng của sản phẩm. Ngoài ra, mình thấy rằng thường trong một doanh nghiệp thì giữa marketer và designer luôn có mối quan hệ rất là khăng khít với nhau. Tuy nhiên thì giữa họ luôn có nội chiến. Có thể thấy trong một chiến dịch quảng cáo thì marketer sẽ chịu trách nhiệm về phần nội dung và thông điệp. Vì thế khi trình bày lên hình ảnh thì người ta thường muốn trình bày những cái thông số cụ thể, ví dụ như là những cái logo thật là to hay là dòng chữ khuyến mãi thật là to lên để khách hàng có thể thấy và bị thu hút. Nhưng mà đó không hẳn là đúng. Còn đối với người designer thì họ yêu cái đẹp và yêu sự sáng tạo. Họ biết được cái tỷ lệ nào dành cho hình ảnh và test chữ trong một ấn phẩm quảng cáo là phù hợp và đẹp nhất. Vì thế giữa hai con người này luôn tồn tại những mâu thuẫn với nhau, không nhiều thì ít. Do đó, một khi đã làm marketing và hiểu được về ngôn ngữ của thiết kế thì các bạn có thể dễ dàng trao đổi hơn với designer, tiết kiệm thời gian cũng như là công sức của cả hai. Và theo mình thấy, trong một doanh nghiệp khi mà designer và marketer có thể dung hòa với nhau thì cái chiến dịch truyền thông đó sẽ trở nên thành công hơn. Còn nguyên nhân thứ hai để mình quyết định chọn học hai ngành là siêu thực tế luôn. Các bạn có thể thấy trong thời buổi hiện nay, việc cạnh tranh công việc là rất cao, thì tại sao chúng ta không tạo nên những điểm khác biệt cho bản thân mình? Ví dụ như một marketer rất rành về thiết kế hay một designer rất là thấu hiểu về thị hiếu của khách hàng. Và điều đó giúp cho cơ hội việc làm của chúng ta được tăng lên rất nhiều. Cuối cùng, lý do đặc biệt nhất đó là mình dành sự đam mê cho thiết kế. Mình rất là thích cái đẹp. Đặc biệt, mình rất là ấn tượng đối với những cái ấn phẩm quảng cáo của các thương hiệu nổi tiếng. Như thầy mình nói rằng, cà phê Starbucks thay vì sử dụng logo là một ly cà phê ở bên dưới có dòng chữ Starbucks, thì thương hiệu này đã sử dụng hình ảnh của Siren, một biểu tượng về nữ thần mình người đuôi cá. Thì đây chính là một cái biểu tượng gây sức hấp dẫn trong truyền thuyết, làm chúng ta liên tưởng đến một ly cà phê Starbucks hấp dẫn. Starbucks đã gây nên sự chú ý đến với khách hàng qua câu chuyện truyền thông bằng hình ảnh nàng tiên cá. Thì đây tạo nên điểm ấn tượng so với các đối thủ cạnh tranh, và cũng là lý do khiến khách hàng nhớ đến Starbucks giữa muôn vàn cái tên khác.
Có nhiều chiến dịch marketing không thành công không phải vì nội dung không tốt hay là phân tích tâm lý khách hàng không chuẩn, mà là vì việc sử dụng hình ảnh và ngôn ngữ không đủ sức thuyết phục. Vì vậy, việc thẩm định một ấn phẩm thiết kế cần phải dựa vào các yếu tố như sau. Thứ nhất là bố cục, thứ hai là căn giống, thứ ba là khoảng cách, thứ tư là phông chữ, thứ năm là màu sắc, và cuối cùng là hình ảnh. Ngoài ra còn các yếu tố bên ngoài như chất liệu và gia công thành phẩm. Đó, như các bạn đã thấy thì việc thiết kế một ấn phẩm quảng cáo là không hề dễ dàng. Vì vậy, chúng ta có thể chốt lại rằng một marketer nên hiểu và biết về ngôn ngữ của thiết kế. Vậy, một marketer cần học những gì để đánh giá một thiết kế là vừa đẹp và vừa đúng? Hiện nay, mình thấy rằng có rất nhiều khóa học được mở ra dành cho marketer, đặc biệt khi các bạn search Google sẽ có rất là nhiều khóa học ngắn hạn. Bên cạnh đó thì cũng có nhiều khóa học dài hạn cung cấp cho các bạn nhiều kiến thức hơn cũng như là những trải nghiệm thực hành nhiều hơn như mình đang học tại Arena Multimedia. Công việc của marketer hẳn có rất là nhiều mảng và vô cùng rộng lớn, ví dụ như làm poster, làm các ấn phẩm quảng cáo hay thậm chí là những việc nhỏ nhặt nhất giống như là thiết kế PowerPoint cho những cái ý tưởng của mình. Bên cạnh đó còn có làm phim và TVC. Có thể thấy ngành mỹ thuật đa phương tiện hỗ trợ rất nhiều cho công việc của chúng ta. Vì thế, khi lựa chọn những khóa học thì các bạn nên cân nhắc xem đâu là khóa học phù hợp với mình nhất và hỗ trợ cho công việc của mình tốt nhất. Mình ví dụ như, nếu các bạn hiểu biết về graphic design thì các bạn sẽ được học về những kiến thức nền tảng và những kỹ năng cơ bản về thiết kế, hiểu được về màu sắc, hình ảnh, thậm chí cả phông chữ đều ảnh hưởng đến tâm lý của khách hàng. Với web và digital design, các bạn sẽ được cung cấp những kiến thức và những kỹ năng để thiết kế các phần mềm cũng như ứng dụng để phục vụ cho digital marketing và social media. Thì các bạn sẽ được hiểu về khái niệm về công cụ tìm kiếm, từ khóa, tiếp thị nội dung và viết blog. Ngoài ra, việc học về làm phim hay là phim hoạt hình 3D thì đây chính là một lợi thế của một người marketer khi tham gia vào quá trình sản xuất một TVC quảng cáo. Đó là những gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Nhưng đây thì mình sẽ giới thiệu với các bạn các quyển sách mà mình đọc. Thì những quyển sách này rất là hỗ trợ trong quá trình mà chúng ta vừa học marketing và vừa học design. Thì trong đó có cuốn sách mà mình tâm đắc nhất là cuốn Xấu Thế Nào Đẹp Ra Sao. Thì đối với những bạn mà chưa sẵn sàng trong việc tìm hiểu những cái khóa học về thiết kế thì các bạn có thể tìm đọc cuốn sách này. Nó vừa hỗ trợ cho chúng ta về thiết kế mà vừa hỗ trợ về mảng marketing. Thì trong cuốn sách này có rất là nhiều cái bài học rất là hay và bổ ích đối với một ấn phẩm quảng cáo. Ví dụ như là cá tính của chữ thì chúng ta sẽ biết được phông chữ nào sẽ mang tính cách thương hiệu nào và đâu là phông chữ sử dụng cho lĩnh vực ngành hàng nào. Mình hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ thật hữu ích đối với các bạn và tạo một động lực to lớn đối với các bạn đang là designer và những bạn đang là marketer. Cảm ơn các bạn đã xem video lần này. Hãy like và share nếu các bạn thích video này nhé. Và đừng quên comment ở bên dưới cho mình biết chủ đề mà các bạn muốn tụi mình làm tiếp theo nha. Bye bye.